Chào cả nhà đã đến ông cơ trong sang cửa hàng em tại thị trấn Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha cả nhà. Thì ngày hôm nay em có tiễn giờ cũng như là mới nhập về hai con Itin 028 tay nhựa cực kỳ VIP. Đời nhựa nha cả nhà. Cực kỳ VIP, cực kỳ đỉnh. Đó, về thông số kỹ thuật hai con này như sau. Cân nặng thì là bằng nhau hết. Đó, trọng lượng khô nó là 5,5 kg. Hai con đều là như nhau. Nó chỉ khác mỗi là công suất ha. Công suất đó là con này thì super thì nó 52cc, còn dòng Warbot đó thì là nó 47cc nha cả nhà. Con này thì 44 ly, thằng này thì 46 ly ha. Đó, nó chỉ khác như thế thôi. Còn hình thức máy thì cả nhà có thể xem trên video như nhau ha. Rất là đẹp ha. Rồi em đầu tiên, đây là em 028 Warbot AV. Cái 107 này là mã số máy cũng như là mã số em đấu giá bên Nhật gì á, em để luôn ha. Tháo ra máy móc bên cửa hàng em thì bao cả nhà là riêng nguyên bản 100%, chưa che đầu, chưa rớt lóc ha. Đó, cũng như là một con máy nó đẹp như video ha. Giờ đây là cái mã số máy nó trên này đó. Mã số khung á nha, hay là mã số lóc á đó, 1142 4292713 đó, cái nhà thấy xem. Rồi bây giờ em sẽ mời cả nhà nghe tiếng máy nổ của em này nha. Và đây là bộ lam sơn nó đây nè. Này là lam Itin, đin theo nó. Lam này 5 tấc rưỡi nha cả nhà. 5 tấc rưỡi chạy xích 325. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ mời cả nhà nghe tiếng máy nổ. Về phần máy á, thì khách hàng nào nếu mà có lam sơn rồi á, có thể mua riêng động cơ, em sẽ bán riêng động cơ luôn nha. Rồi, bây giờ mời cả nhà nghe tiếng máy nổ em này. Lam Itin 02 Warbot nha cả nhà. Con này thì em xin nhắc lại nha, công suất nó là 44 ly. 47cc nha. Hình thức máy đây. Rồi, máy đã được cho em chăm xăng chăm nhớt rồi. Bây giờ mời cả nhà nghe tiếng máy nổ. Lên ga nha cả nhà. Mình gặt lên ha. Rồi, lại. Đó. Đây là bộ lam xích tin đó, lam 5,5 tấc rưỡi nha cả nhà. Mít tin đầu to ha. Đầu to. Gặt mini. Nó xài xích 325 luôn nha cả nhà. Đó, xích còn rất là đẹp là vậy ha. Rồi, xong. Rồi khách hàng nào ưng bụng con này thì cứ liên hệ bên em nha. Đó, để em đọc mã số lốc máy lại cho cả nhà xem. Ở đây là mã số lốc máy nó đây ha. 1142972713 rồi. Itin 028 Warbot nha. Rồi, giờ sẽ mời cả nhà xem clip máy con máy tiếp theo. Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại nha. Giờ tiếp một em siêu phẩm tiếp theo. Itin 028 AV Super. Dòng này thì công suất nó mạnh nhất nha cả nhà. Nó 52cc, nòng nó 46 ly. Đó, 52cc nòng 46 ly ha. Đó. Hình thức con máy cực kỳ đẹp nha. Đó. Rồi vậy thông số nó chỉ vậy thôi ha. Còn mấy thứ khác thì chang như con Warbot ha, không khác gì hết, chỉ nó khác gì mà công suất thôi. Đó. Công suất nó khác. Dòng này á, nếu mà khách hàng nào mà cưa lướt á, gắp làm bánh xe vô cưa bao sướng luôn, cực kỳ nhanh, tua máy cực kỳ nhanh nha cả nhà. Nó vừa mạnh mà nó vừa nhanh nữa. Này mà gấp làm bánh xe mà làm 5,5 tấc rưỡi 6 tấc chạy phà luôn, nó lướt. Con này nó xài xích 325 nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ mời cả nhà nghe tiếng máy nổ cũng như là đây là tem thông số máy. Đây cái mã số máy nè. 1206 82024 đó. Giờ đây là cái lam nó nha. Cái lam này 56 nha cả nhà. 56 lam này. 56 chạy xích 325 ha. Xích còn rất là đẹp. Rồi, bây giờ em sẽ mời cả nhà xem clip nổ máy của em 028 Super AV này. Đó. Đây là em Itin 028 Super nha cả nhà. Đó. Rồi, bây giờ mà em đã châm xăng vô rồi, bây giờ mời cả nhà nghe tiếng máy nổ.
đi máy nha cả nhà. Bóp ga nha. Tắt mình giật lên ha. Rồi, giật lại. Lên. Đây là lam xích của nó nha. Chạy xích 325, lam 60 cm nha. Đó, lam 6. Lam mít tin đầu to ha. Rồi, khách hàng nào ưng bụng con máy này thì cứ liên hệ bên cửa hàng em. Góc tay phải cả nhà, số đó có Zalo ha, hoặc có thể gọi điện trực tiếp nha. Rồi. Xin chào cả nhà, mình đã trở lại. Đó, thì cả nhà mình đã xem clip nổ máy cũng như là xem chi tiết hết con máy ngoại hình rồi. Đó, thì khách hàng nào ưng con nào thì cứ liên hệ bên cửa hàng em nha. Số điện thoại bên góc tay phải cả nhà, số đó có Zalo. Đó, có thể gọi điện trực tiếp qua số đó luôn. Và bên em cũng có bán riêng đầu máy cho cả nhà nha. Không làm sơn, chỉ lấy đầu máy thôi ha. Rồi. Đó, khách hàng nào ưng con nào thì cứ liên hệ bên cửa hàng em nha. Và clip đến đây đã kết thúc. Và cũng như là xin chào cả nhà, hẹn nhà clip lần sau. Và kính chúc cả nhà dồi dào sức khỏe nha. Rồi, bye bye cả nhà, hẹn nhà clip lần sau.